Hello anh em, mình xin thông báo anh em nhé. Thì đến hôm nay thì còn đúng 3 bộ lăng xê ở cái hộp này này. Thì còn đúng 3 bộ lăng xê còn hết sạch rồi anh em ạ. Một phát nữa là hết. Đây còn 23 bộ thì một bạn lấy 20, một bạn lấy 3 bộ thì là 23 bộ hết. Đây còn lẻ ra 3 bộ anh em nhé. Hết lăng xê rồi. Mai ra đây có việc làm. Hôm nào nhập hàng về thì đi buộc tiếp. Còn 23 bộ ông này lấy 20 bộ, ông này lấy 3 bộ hết sạch. Anh em nhá, thì khi nào mà có lăng xê thì mình sẽ tiếp tục mình thông báo ở trên Rồi. kênh anh em. Thì mình đang đặt lưỡi nhưng mà chưa biết khi nào thì lưỡi câu thì người ta mới gửi từ bên Nhật về. Đây còn đúng 3 cái lăng xê nhá. Còn đúng 3 cái thôi, 3 cái trong hộp đây, còn 3 cái kia là cái mình câu. Đây là ba còn 3 cái trong hộp này. Thì còn đúng 3 cái thì mình đóng luôn nốt luôn vào cái hộp đấy. Này. Này 20 bộ, này 3 bộ, 23 bộ hết anh em. Này thì sáng mai mình gửi. Ok. Cảm ơn anh em đã rất chi là nhiệt tình, 1.000 bộ lăng xê đã ra đi hết sạch rồi, chỉ còn lại 3 bộ đây thôi. Hết 997 bộ lăng xê rồi anh em. Còn 3 bộ nữa thì mình bắt đầu nhập hàng rồi nhưng mà chưa biết khi nào về. Khi nào mà về thì mình thông báo với anh em. Thì anh em nào lấy lăng xê thì đăng ký sau vậy. Hiện tại thì hết hàng anh em nhá.